Mới đây, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nga, Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã có buổi học bí quyết nấu cơm tấm tại Nespace Biên Hòa do đích thân thầy Nguyễn Quốc Y, hiệu trưởng trường Nespace, trực tiếp hướng dẫn. Hiện tại, anh chị đang kinh doanh quán ốc vào buổi tối và món cháo má heo bán buổi sáng. Chị Nga cho biết, ở Phú Lý, khá ít quán cơm tấm, nhưng người dân và thực khách ở đây rất thích món ăn này. Cơm tấm bình dân vẫn là lựa chọn thường xuyên của hầu hết các thực khách. Họ có thể ăn cơm tấm vào buổi sáng, trưa, chiều và tối. Có mặt bằng và lượng khách quen, cùng với đó là nguồn cung cấp nguyên liệu thịt heo luôn có sẵn, anh chị muốn mở thêm quán cơm tấm để kinh doanh. Với sự đam mê và chịu khó tìm tòi, anh chị đã tìm được cho mình nơi học bí quyết nấu cơm tấm. Để nấu cơm tấm ngon là rất khó, đòi hỏi phải có bí quyết. Trước hết, bí quyết chọn sườn và ướp sườn cơm tấm để thật sự ngon và khác biệt là rất quan trọng. Thầy Y đã hướng dẫn cho anh chị cách lựa chọn, sơ chế nguyên liệu, công thức làm nước sốt ướp sườn ngon, chuẩn vị, kỹ thuật nấu cơm, cách nướng sườn, sao cho món ăn đạt màu sắc và hương vị tốt nhất. Đặc biệt, anh chị còn được tư vấn cách bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, cách tính giá thành, cách tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp để kinh doanh hiệu quả.